rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, gần đây một số trường hợp sử dụng sai thuốc, sai đường tùng thuốc dễ gây tai biến cho người sử dụng. Khoa học cũng đã chứng minh những sai sót trong việc sử dụng thuốc không những khiến thuốc mất tác dụng mà còn có thể biến thuốc trở thành chất độc và có thể gây hại đến sức khỏe của người sử dụng. Những sai sót khi dùng thuốc sai sót khi dùng thuốc bao gồm sử dụng không đúng thuốc, sử dụng không đúng liều, sử dụng không đúng đường dùng, sử dụng không đúng thời gian. Dù sai sót ở bất kỳ khâu nào đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Sử dụng không đúng thuốc hay dùng nhầm thuốc, đây có thể được xem là sai sót nghiêm trọng nhất. Mỗi loại thuốc ứng với một loại dược chất được thiết kế và chỉ định cho một nhóm đối tượng bệnh lý nhất định những biến đổi do thuốc gây ra có thể được xem là có lợi khi sử dụng ở nhóm người bệnh này nhưng lại có thể gây hại cho nhóm người bệnh khác đặc biệt là đối với nhóm chống chỉ định của thuốc dùng thuốc không đúng liều khi thiết kế và phát triển thuốc các nhà nghiên cứu dựa trên cửa sổ điều trị của thuốc để xác định liều sử dụng trong đó cửa sổ điều trị là một vùng nồng độ của thuốc mà tại đó giá trị thấp nhất là ngưỡng nồng độ có tác dụng và giá trị cao nhất là ngưỡng ngộ độc khi liều lượng của thuốc nằm ngoài vùng cửa sổ điều trị thì thuốc hoặc sẽ không có tác dụng hoặc sẽ gây độc cho cơ thể. Sử dụng thuốc không đúng đường dùng hay sử dụng không đúng cách, mỗi loại thuốc được thiết kế dưới dạng bào chế khác nhau và được dùng với một đường dùng nhất định. Ứng với các đường dùng khác nhau để phù hợp nhất và an toàn nhất đối với đường dùng đó. Hậu quả luôn có thể xảy ra tác động ngược đến quá trình điều trị, việc dùng không đúng thuốc gây ra tác động ngược đến việc chữa bệnh. Chẳng hạn gần đây, việc cấp thuốc đẩy lưu thai bị cấp phát nhầm cho một sản phụ khiến thai nhi bị tử vong, sau đó là một trường hợp đáng tiếc khác đã xảy ra. Làm bệnh nặng hơn, khi sử dụng sai đường dùng thuốc như thuốc uống thành thuốc tiêm thì tai biến hoàn toàn có thể xảy ra và gây hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như trường hợp tai biến của bệnh nhi 8 tháng tuổi sau khi bị tiêm nhầm kali đường uống vào đường tĩnh mạch ngay trong tháng 1 năm 2018 tại Hà Nội khiến bệnh nặng hơn và phải cấp cứu lên bệnh viện tuyến trên. Dùng quá hay thiếu liều, việc sử dụng không đúng liều có thể gây nguy hiểm. Không chỉ khi sử dụng quá liều do gây ngộ độc cơ thể mà còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường ngay cả khi sử dụng liều thấp hơn so với chỉ định. Cụ thể, đối với việc sử dụng thuốc kháng sinh với liều thấp hơn liều được chỉ định, Nồng độ kháng sinh trong cơ thể sẽ nằm dưới ngưỡng có tác dụng và không có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn, khiến các vi khuẩn bắt đầu quen dần với thuốc và xuất hiện hiện tượng kháng thuốc. Điều này hết sức nguy hiểm và làm cho kháng sinh mất tác dụng đối với các loại vi khuẩn đã kháng thuốc ngay cả khi được sử dụng đúng liều sau này. Thực hiện đúng nguyên tắc dùng thuốc tránh sai sót những sai sót này có thể xảy ra ở bất cứ đâu như ở nhà ở nơi cấp phát thuốc và thậm chí ngay cả tại các cơ sở y tế do đó cả cán bộ y tế và người sử dụng cần thực hiện đúng những nguyên tắc để dùng thuốc an toàn hợp lý đối với cán bộ y tế để hạn chế các sai sót có thể xảy ra khi sử dụng thuốc một hệ thống nguyên tắc khi dùng thuốc đã được xây dựng và áp dụng tại các cơ sở cấp phát thuốc và khám chữa bệnh đó là bộ nguyên tắc ba kiểm tra năm đối chiếu và nguyên tắc năm đúng trong đó ba kiểm tra bao gồm tên bệnh nhân tên thuốc liều thuốc năm đối chiếu là số giường nhãn thuốc chất lượng thuốc đường dùng thuốc và hạn dùng thuốc nhằm đảm bảo năm đúng gồm đúng thuốc đúng người bệnh đúng liều đúng đường dùng và đúng thời gian các bộ nguyên tắc này được xem là kim chỉ nam cho cán bộ y tế để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra cho người bệnh. Đối với người sử dụng, người sử dụng thuốc cũng cần hình thành thói quen kiểm tra tên thuốc, hạn sử dụng, đọc ký hướng dẫn sử dụng cũng như nắm được những chỉ định, chống chỉ định của thuốc và nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ, dược sĩ nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến thuốc mình đang sử dụng. Bên cạnh đó, các thông tin về thuốc cũng như chỉ định của bác sĩ cần được ghi chép rõ ràng để tránh việc dùng nhầm thuốc hoặc các sai sót khi sử dụng thuốc có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.